Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn từ nay đến Tết Nguyên đán. 3 con giáp đón hỷ tín dồn dập, tình tiền chạm nóc số dư hơn 9 chữ số, cùng hỷ phát tài, tình duyên vừa ý, hạnh phúc ngọt ngào. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp tuổi Thìn. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình điềm tĩnh, hòa nhã, họ có mối quan hệ rộng và nhận được nhiều cơ hội trong cuộc sống. Họ luôn có thể theo đuổi cùng lúc nhiều lĩnh vực, khiến nhiều người ghen tị. Người tuổi này có thể vừa làm công ăn lương, vừa kinh doanh thêm. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Không những thế, chồng sau này còn rất độc lập, luôn hoàn thiện bản thân. Con giáp tuổi Thìn luôn tin vào chính bản thân mình và không ngừng trau dồi nỗ lực để vươn lên. Từ nay đến Tết Nguyên đán, con giáp tuổi Thìn có ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, tài vận của họ ngày càng dồi dào, họ làm ăn phát đạt, bội thu tài lộc. Người tuổi này tháo phát, nhiệt tình và có trách nhiệm, họ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và khách hàng. Sự nghiệp của họ nhờ vậy mà phất lên như diều gặp gió, thu nhập của con giáp tuổi Thìn cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi Thìn là con giáp thứ 5 và con rồng. So với người khác, người tuổi Thìn rất nhạy cảm, nhờ có sự nhạy cảm đặc biệt của mình mà họ thường nghĩ ra những ý tưởng vô cùng xuất sắc, ngay cả trong những tình huống có thể xem là bế tắc. Do đó mà không ít người làm cho người khác cảm nhiên với cách nhìn, cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề của mình. Chính vì điều này mà người tuổi Thìn thường được xem là nhân tài và họ cũng đạt được thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Người tuổi Thìn thường được phú cho khả năng về văn học, lời nói của họ rất giàu tính tưởng tượng, cảm nhận sắc bén và tươi mới. Trong số họ, nhiều người thích viết lách cộng thêm tố chất thiên bẩm nên không ít người được biết đến như những nhà biên kịch hay ký giả nổi tiếng. Người tuổi Thìn rất nhạy cảm với trào lưu, trong bất cứ việc gì họ luôn tích cực tìm kiếm thông tin mới nhất từ Internet và tạp chí, kiểm tra những điểm quan trọng mà mình có hứng thú. Người tuổi Thìn khá am hiểu về thời trang, mùa nào họ cũng có cho mình những món đồ vô cùng hợp thời và sành điệu. Ngoài ra còn có thể kể đến ẩm thực, điện ảnh, vui chơi. Do đó đặc điểm này đôi khi trở nên hấp dẫn trong mắt người khác. Nhưng nhiều lúc có thể thấy ở họ sự chả thèm chóng chán khi cứ chạy theo trào lưu như vậy. Người tuổi Thìn là người khá chân thật, yêu ghét rõ ràng nghĩ gì nói đó, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt. Do đó mà khá dễ hiểu, họ không có mặt sau. Họ cũng là người thích những cách thể hiện dễ hiểu, thẳng thừng, thấy phiền hà khi có sự vòng vo bóng gió và ám chỉ. Đôi khi họ bị ghét cũng chính vì điều này. Người tuổi Thìn hành động một khi đã đam mê được thắp lửa thì họ hành động một cách đầy đam mê. Thêm vào đó, người ta còn có thể thấy ở họ là tốc độ từ khi quyết định đến chính thức bắt tay vào làm, dường như không có thời gian nào là thừa. Họ cũng là người quyết đoán và ghét sự lưỡng lự, không muốn tiêu tốn thời gian vào việc nghĩ ngợi băn khoăn. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà đôi khi họ gặp phải những thất bại đau đớn do thiếu suy nghĩ trước sau. Người tuổi Thìn không thích bị bỏ lại phía sau, tụt hậu thua kém người khác. Dù là việc gì họ cũng muốn phải ở vị trí đầu tiên và cũng không giấu giếm tinh thần cạnh tranh của mình với người khác. Ngay cả khi đụng chạm với một ai đó, vì chính sự cạnh tranh này, họ cũng thường không bận tâm. Người tuổi Thìn bị thay đổi hay đưa đẩy do số đông. Khi đã đặt ra mục tiêu của mình, họ luôn nắm vững tinh thần, quan điểm và hành động theo điều đó. Do có khí chất và hành động theo lý tưởng của bản thân, nên họ cũng giành được nhiều sự kính trọng từ người khác. Là người thích thể hiện muốn giành được sự chú ý của mọi người xung quanh, đôi khi người tuổi Thìn hơi hành động thái quá. Do thích thể hiện nên họ thường có mong muốn được đứng ra lãnh đạo đội nhóm. Nhiều lúc họ phát huy được tinh thần lãnh đạo của mình, tuy nhiên không ít lần bị người khác cho là phiền phức vì một số người chỉ làm cho oai. Vì nhạy cảm với phong trào chạy đua theo sự phong phú, nên người tuổi Thìn khá khó khăn trong việc gắn bó với điều gì đó lâu dài. Do đó khi phải chờ đợi hay gặp vấn đề gì đó, họ dễ chán nản và bộc phát cảm xúc không tích cực. Do là người thẳng thắn ít quan tâm đến những thứ gọi là xã giao, nên đôi khi họ bị nghĩ là một cách cầu tính không hiểu chuyện. Trong cuộc sống có điều gì khiến người tuổi rồng có thể lùi bước, ý chí phấn đấu của họ rất cao nên không thể làm họ lùi bước được, khó khăn gấp mấy cũng không cản trở được họ, họ biết mình muốn gì trong lúc họ, lúc nào cũng biết và cho rằng mình mang trong người sứ mạng và mục tiêu sai khiến người khác, họ là những người quan tâm đến tiền đồ của bản thân, bằng mọi giá họ phải chiến thắng.
Người tuổi Rồng có ma lực rất lớn, không chỉ là hấp dẫn nhỏ mà một khi đã muốn người khác làm gì, e rằng họ khó mà cự tuyệt được. Thay vào đó bạn sẽ vui vẻ mà nghe theo ý của họ. Phải công nhận một điều, người tuổi Thìn sinh ra đã có được quyền lực này, họ không cần phải tranh giành của ai hết. Cảm ơn quý anh chị tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thìn có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Tỵ. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ cũng là con giáp khôn ngoan, ham học hỏi và cầu toàn. Họ luôn cố gắng nỗ lực vươn lên. Dù gặp trở ngại những chuyện không như ý, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh không bốc đồng. Họ khôn khéo trong ứng xử, biết cách đối nhân xử thế. Họ làm việc chăm chỉ xử lý mọi việc theo tuần tự, chứ không tự ý đốt cháy giai đoạn. Từ nay đến Tết Nguyên đán, con giáp tuổi Tỵ có sao tốt chiếu mệnh, vận trình của họ vượng phát không ngừng. Họ tiếp tục cầm những điều tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống. Dự kiến trong thời gian này, con giáp này sẽ làm ăn phát đạt, thu nhập tăng cao. Người tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Họ đã và đang dần tiến bộ và có thể đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, người tuổi Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời ấm áp. Tuổi Tỵ sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng thường hạnh phúc hơn người sinh vào nửa đêm của một ngày đông giá lạnh. Người xưa cho rằng tuổi Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn nguy hiểm suốt cuộc đời. Tỵ là con giáp khôn ngoan nhất, thông thái nhất, hấp dẫn nhất và cũng bí ẩn nhất. Trong 12 con giáp, người sinh năm Tỵ thường có nhiều hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người tư duy giỏi, xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp. Thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn thực hiện chúng. Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm. Họ khát khao học hỏi và điều này khiến cho tính cách người tuổi Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi hết sức khó nắm bắt. Vì sẵn lòng chia sẻ kiến thức nhưng tuổi Tỵ không thích tiết lộ, suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật của sống riêng. Nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Kỹ năng giao tiếp của người tuổi Tỵ rất tốt. Họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc trò chuyện thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ phù phiếm, hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu dài với con giáp này về những đề tài nhàm chán, chẳng hạn như thời tiết. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nên người tuổi Tỵ không bằng lòng với ai đó. Họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Giờ một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, họ sẽ tấn công trở lại không chút thưa sót. Không một con giáp nào có thể kiên nhẫn như Tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Người sinh năm Tỵ cũng rất bền bỉ. Họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó khó khăn tới mức nào. Hết sức kiên định trong mọi việc, tuổi Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng. Trực quan và khả năng trí tuệ của Tỵ vượt trội so với tư duy logic, họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc, chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Tuổi Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng. Bản tính cứng đầu và thói quen từ chối những lời góp ý có tính xây dựng khiến tuổi Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Vì khó chấp nhận lời khuyên của người khác, con giáp này lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tuổi Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Người sinh năm Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gạt rất nhiều nữ tuổi Tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới
và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối. Trong bất cứ công việc gì thì cũng tính toán hành động của mình, sao cho không lãng phí cả sức lực, thể chất và tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, tuổi Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ. Nhưng họ chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Dậu. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, luôn kiên định, điềm nhiên tiến về phía trước. Người tuổi này tinh nhanh khôn khéo, họ luôn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Con giáp này có nhãn quan tinh tường, luôn biết cách nhìn xa, họ có duyên với công việc đầu tư và kinh doanh. Từ nay đến Tết Nguyên đán, con giáp tuổi Dậu có vận may lý tưởng, họ sẽ gặp được những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ luôn theo sát con giáp này. Dự kiến con giáp này sẽ bội thu tài lộc, gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt những người làm kinh doanh trong tháng này cũng chốt được hợp đồng, có thêm những mối quan hệ tốt cho sự nghiệp của họ sau này. Xét về diện mạo, người tuổi Dậu khá biết cách ăn mặc không quá trau chuốt nhưng rất chỉnh chu. Tuổi Dậu là những người khá quan trọng về bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Nhưng cũng có một số tiếp người ít nói, họ thích quan sát và đánh giá phân tích hơn là giao thiệp với nhiều người. Nam giới tuổi Dậu có vẻ bề ngoài hào hoa phong nhã, thu hút được sự chú ý của nhiều cô nàng. Họ là những người rất mạnh mẽ, sống có mục tiêu rõ ràng và luôn cố gắng hoàn thành giấc mơ tiền bạc và địa vị của mình. Người tuổi Dậu là những người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò và tìm hiểu mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá nên họ hiểu biết rất nhiều, am hiểu chuyên sâu nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Họ luôn là người mạnh mẽ, kiên định, kiên trì và phấn đấu, nỗ lực về phía trước. Họ là người không biết cách từ bỏ, khá cứng đầu, theo đuổi đam mê và sở thích của bản thân nên khá thành công trong công việc. Là những người có tài năng thiên bẩm, thông minh, biết phân tích vấn đề và rất thực tế. Tính cách của người tuổi Dậu khá cục tính. Họ không quá ngọt ngào lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý. Có tính cố chấp và khăng khăng cho mình là đúng nên đôi khi cũng hay để vụt mất cơ hội. Họ là người nhận thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình và cố chấp một chút bảo thủ với kiên định của bản thân. Người tuổi Dậu thường nuôi hoài bão rất lớn. Họ có những quyết tâm thực hiện những dự định, ước mơ đã lên kế hoạch của mình và họ luôn nỗ lực phấn đấu để giành được những thứ mình muốn. Người tuổi Dậu nổi tiếng bởi sự thẳng thắn. Đôi khi chỉ vì tính họ thật thà và hiền quá mức, họ không cố tình nói xấu hay vạch trần ai, nhưng tính họ có gì nói đấy, không giấu giếm, không che đậy. Họ có lập trường rất vững một khi quyết định điều gì khó mà thay đổi. Vì thế mà đôi khi họ được rất nhiều người nể phục và tin tưởng. Bản chất của những chú gà là miệt mài kiếm ăn, ngày này qua ngày khác mà không mệt mỏi, họ tự làm tự ăn. Người tuổi Dậu cũng thế, họ cẩn thận, cẩn mẫn, chăm chỉ và luôn chu toàn mọi thứ. Chính vì vậy họ rất hợp cho việc nghiên cứu và thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra. Không kể về ngoại hình thì tài năng của những người tuổi Dậu gây rất nhiều ảnh hưởng đối với những người xung quanh. Vì tài năng xuất chúng và những sáng tạo cẩn mẫn không ngừng nghỉ của họ, từng ngày chinh phục được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Lời nói của họ cũng trọng lượng hơn và ảnh hưởng lớn đối với đám đông và cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng và hưởng ứng. Người tuổi Dậu không bao giờ có thể đứng nhìn những người khác bị ức hiếp, những người nghèo khó gặp khổ hay những cô gái yếu đuối, những mảnh đời không may mắn. Họ dũng cảm bảo vệ những người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi. Họ luôn cố gắng giúp đỡ hết mình những người họ thấy không đủ bằng họ. Tuổi Dậu tin rằng mình là người hoàn hảo, luôn dẫn đầu mọi thứ. Trong công việc hay học tập, người tuổi Dậu rất ngăn nắp, có trước có sau, chỉnh chu và khoa học ở mọi nơi hành động và hoạt động. Họ thường làm việc theo kế hoạch đặt sẵn, ít sáng tạo.
Cảm ơn quý anh chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn từ nay đến Tết Nguyên đán. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được cả link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.